Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku vừa tổ chức buổi đối thoại với hộ ông Nguyễn Việt Tiến, bà Đỗ Thị Yến ở tổ 2 phường Trà Bá về những nội dung liên quan đến phương án bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất thuộc dự án trạm biến áp 110 kV. Theo đó, để phục vụ dự án xây dựng trạm biến áp 110 kV Trà Na và đầu nối, thành phố Pleiku sẽ tiến hành thu hồi hơn 7.697 m2 của 23 hộ. Trong đó có diện tích đất của hộ ông Nguyễn Việt Tiến, bà Đỗ Thị Yến tại thôn 2 xã Biển Hồ. Phương án bồi thường hỗ trợ đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku áp dụng phê duyệt theo quyết định 3257/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ hơn 601 triệu đồng. Trong đó gồm bồi thường về đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu và các chính sách hỗ trợ. Tại buổi đối thoại, về phía hộ gia đình ông Nguyễn Việt Tiến đã thống nhất chủ trương triển khai dự án và diện tích thu hồi, diện tích đất ảnh hưởng hành lang tuyến điện. Nhưng gia đình không thống nhất mức giá bồi thường đất, đề nghị dịch vị trí móng trụ và đường dây về hướng bắc 100m. Sau khi nghe ý kiến của hộ gia đình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku cùng các ngành chức năng liên quan đã tận tình giải thích cặn kẽ chế độ bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình là theo đúng quy định của pháp luật. Các kiến nghị của gia đình là không có cơ sở pháp lý. Chính vì vậy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku cũng đã thống nhất giao ngành chức năng tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ, lập phương án cưỡng chế thu hồi, trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.